Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Top Team Việt, nơi kết nối những fan hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Những chuyển động mới nhất của các giải đấu bóng đá hàng đầu châu Âu sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Harry Kane thừa nhận khả năng chia tay Tottenham. Trong chia sẻ mới nhất, tiền đạo Harry Kane không ngại xác nhận việc anh có thể rời Tottenham ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Sau khi Tottenham có thêm một mùa giải trắng tay và tiếp tục vắng mặt tại Champions League, tương lai của Harry Kane lại trở thành chủ đề được bàn tán. Báo giới xứ sở sương mù khẳng định rằng chân sút 27 tuổi đã đề đạt nguyện vọng ra đi ngay ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Thậm chí nếu được, anh muốn giải quyết xong tương lai trước khi tham dự Euro. Tuy nhiên, Kane vẫn còn 3 năm hợp đồng với Tottenham và chủ tịch Daniel Levy được cho là đã hét giá 150 triệu bảng cho đội bóng nào muốn sở hữu ngôi sao này. Đây thực sự là một con số khủng khiếp ở thời điểm hiện tại, đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành. Trong chia sẻ mới nhất với huyền thoại bóng đá Anh Gary Neville, Kane đã thừa nhận khả năng chia tay Tottenham ngay hè này. Tôi không biết chắc nhưng tôi nghĩ có thể chủ tịch Neville sẽ bán tôi. Còn nên Levy nghĩ rằng nếu tôi mang về cho ông ấy 100 triệu bảng thì tại sao không? Ý của tôi là trong khoảng 2 hay 3 năm tới, có thể tôi không đáng giá từng ấy tiền nữa. Tôi nghĩ tôi cùng chủ tịch có mối quan hệ đủ tốt, tôi đã ở đây và cống hiến cho câu lạc bộ 16 năm, nên tôi nghĩ chúng tôi có thể ngồi lại với một cuộc hội thoại chân thành. Tôi luôn muốn góp mặt ở những trận đấu lớn nhất. Mùa giải năm nay tôi đã phải làm khán giả ở Champions League và nhìn các câu lạc bộ Anh bùng nổ. Đấy là những trận đấu mà tôi luôn muốn có mặt. Tôi không muốn có bất cứ sự tiếc nuối nào khi kết thúc sự nghiệp. Tôi muốn trở thành phiên bản tốt nhất có thể của chính mình. Từ trước đến nay tôi chưa từng nói mình sẽ gắn bó với Spurs đến hết sự nghiệp. Tất nhiên tôi cũng chưa bao giờ nói rằng mình sẽ rời Spurs. Tôi không ngại nói rằng mình muốn trở thành người giỏi nhất, vươn tới đẳng cấp của Ronaldo và Messi. Đó là mục tiêu tối thượng của tôi. Giành những danh hiệu ghi 50, 60, 70 bàn mỗi mùa là chuẩn mực mà tôi muốn đặt ra cho bản thân. Ở mùa giải năm nay, dù Tottenham chơi thiếu ổn định, nhưng Kane vẫn là chân sút số 1 Premier League, có số bàn thắng ngang Mohamed Salah của Liverpool. Tuyển thủ Anh đã ghi 22 bàn, chưa kể còn có 13 pha kiến tạo sau 34 trận tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Lindelof cảnh báo các cầu thủ MU trước trận chung kết Europa League. Victor Lindelof khẳng định United đã có một mùa giải tương đối ổn, nhưng cũng cảnh báo các đồng đội phải cải thiện vì vẫn chưa đạt được bất kỳ điều gì. United sẽ có cơ hội khép lại 4 năm trắng tay với trận chung kết Europa League với Villarreal vào ngày 26 tháng 5 tới. Một danh hiệu sẽ giúp họ kết thúc một mùa giải chất lượng với tâm thế lạc quan hơn. Nhưng Lindelof thừa nhận tầm nhìn dài hạn của United cần phải hướng tới những điều lớn lao hơn. Đây là một mùa giải có rất nhiều trận đấu với lịch thi đấu cực kỳ dày đặc. Nó thực sự rất mệt mỏi, không chỉ với cơ thể mà cả tâm trí của bạn. Đây là một mùa giải khó khăn về mặt tâm lý. Tôi nghĩ chúng tôi đã tạo ra một thứ bóng đá rất tốt. Dĩ nhiên chúng tôi có thể thắng thêm một vài trận đấu, nhưng tổng thể thì đây là một mùa giải ổn. Hy vọng chúng tôi có thể kết thúc nó một cách mạnh mẽ và giành danh hiệu. Đó sẽ là điều tuyệt vời, nhưng như bạn biết đấy, tôi không muốn nói đây là một mùa giải tuyệt vời. Chúng tôi chưa giành danh hiệu nào nên thật khó có thể nói như thế. Nhưng với tư cách là một đội, chúng tôi đã trưởng thành rất nhiều. Hy vọng chúng tôi có thể đem lại những sự phát triển này tới mùa giải tiếp theo và chơi tốt hơn nữa. Nhưng tôi không thể nói rằng đây là một mùa giải tuyệt vời vì chúng tôi chưa giành được cái gì cả. United đang có cơ hội kết thúc mùa giải với thành tích bất bại trên sân khách nếu như không thua trước Wolves vào cuối tuần này. Nói về kỷ lục đó, Lindelof cho biết, thành tích này ở Premier League là cực kỳ khó khăn. Mọi trận đấu đều khó khăn, thống kê này cho thấy chúng tôi thực sự đã cải thiện như một đội. Nếu chúng tôi thủng lưới, chúng tôi biết mình có thể lộ ngược dòng và chiến thắng. Chúng tôi chỉ cần tiếp tục nỗ lực và làm những điều chúng tôi đang làm. Chủ tịch MU chốt ngày đối thoại với người hâm mộ. Trước sức ép ngày càng lớn từ các cổ động viên United, chủ tịch Joel Glazer đã có những động thái làm giảm căng thẳng và muốn hai bên hiểu nhau hơn. Việc tham dự Super League cuối tháng 4 vừa qua đã để lại hậu quả nặng nề khi hàng loạt cổ động viên United đã bạo loạn ngay tại sân vận động Old Trafford để biểu tình. Cộng thêm những rắc rối tài chính của giới chủ, những người hâm mộ Quỷ Đỏ tại nước Anh liên tục dấy lên phong trào yêu cầu gia đình Glazer và phó chủ tịch Edward Moore từ chức. Vì vậy, để làm dịu đi cơn thịnh nộ của fan, mới đây chủ tịch Joel Glazer đã có những thông báo cho trang chủ. Tôi rất mong chờ cuộc gặp gỡ với đại diện diễn đàn người hâm mộ để lắng nghe quan điểm của họ và cùng nhau đưa ra những trao đổi mang tính xây dựng. Tôi tin chắc rằng điều này sẽ mở ra những cuộc đối thoại và hợp tác tích cực giữa đội bóng và người hâm mộ. Câu lạc bộ muốn lắng nghe ý kiến của các fan cũng như muốn họ hiểu thêm về kế hoạch của chúng tôi. Hậu quả của những cuộc bạo loạn thời gian qua là một trận đấu của United đã bị hoãn, trận gặp Liverpool ngày 2 tháng 5. Chưa kể đội chủ sân Old Trafford cũng mất tới 200 triệu bảng khi nhà tài trợ dụng cụ huấn luyện của họ rút lui sau khi chứng kiến phản ứng của người hâm mộ. Dự kiến cuộc gặp gỡ giữa chủ tịch Joel Glazer với fan sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 6 tới. Rời United, bến đỗ tiếp theo của Pogba đã được hé lộ. Trong một phát biểu gần đây, anh trai của Pogba, Matthias Pogba đã để lộ điểm đến lý tưởng của em trai mình sau khi chia tay United.
Những ngày gần đây, tin đồn Manchester United ra giá bán Paul Pogba đã xuất hiện trên các mặt báo Anh. Quỷ đỏ được cho là sẽ chấp nhận để ngôi sao người Pháp ra đi với mức giá chỉ 55 triệu bảng. Nguyên nhân của sự đổ vỡ lần này đến từ đòi hỏi quá lớn về tiền lương của Pogba và cầu thủ sinh năm 1993 không thể tìm được tiếng nói chung với ban lãnh đạo đội bóng. Nhiều nguồn tin đã đồn đoán rằng Juventus và Real Madrid đang được xem là bến đỗ khả dĩ với ngôi sao người Pháp. Do vậy, trong một phát biểu gần đây với El Chiringuito, anh trai của Pogba, Matthias Pogba đã lên tiếng hé lộ về bến đỗ lý tưởng của cầu thủ này. Theo đó, Matthias cho hay, "Tôi vẫn còn hợp đồng với MU, tuy nhiên tôi mong rằng em trai mình sẽ ký hợp đồng với Barcelona trong tương lai. Đây là một đội bóng tuyệt vời." Được biết, trong quá khứ, Barca cũng đã nhiều lần bày tỏ mong muốn có được sự phục vụ của Pogba nhưng bất thành. Trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay, Barca được dự đoán sẽ có một cuộc đại tu dưới triều đại chủ tịch Laporta và ngôi sao người Pháp nhiều khả năng sẽ được đưa vào dự án lần này. Những cái tên như Sergio Busquets, Benjamin Pjanic hay Philippe Coutinho đã xuất hiện trong danh sách thanh lý của Barca và khi đó Pogba hoàn toàn có thể trở thành một phương án thay thế khả dĩ. Barcelona mất bao nhiêu tiền nếu sa thải huấn luyện viên Ronald Koeman? Theo tờ Sport, Barcelona sẽ phải đền bù cho huấn luyện viên Ronald Koeman 7,5 triệu euro nếu sa thải chiến lược gia người Hà Lan. Ronald Koeman ký hợp đồng với Barcelona vòng hè 2020, giao kèo của nhà cầm quân 58 tuổi với Braganà, còn thời hạn đến tháng 6 2022. Dưới thời Koeman, Barcelona đã cải thiện khá nhiều. Cụ thể, nhờ sự chèo lái của cựu huấn luyện viên Ajax, đội bóng xứ Catalan đã giành danh hiệu đầu tiên sau gần 2 năm trắng tay, vô địch cúp nhà vua 2020-2021. Ngoài ra, chiến lược gia người Hà Lan còn có công lớn đưa hàng loạt cầu thủ trẻ của Barcelona ra ánh sáng, điển hình là Pedri, Oscar Migueza và Ilaiz Moriba. Tuy nhiên, dù đạt đến những thành công nhất định, nhưng Barcelona vẫn đánh mất bản lĩnh của một đội bóng lớn dưới thời Koeman. Bằng chứng là ở mùa giải này, Braganà thường phải nhận thất bại trước đối thủ lớn, trong đó có Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus và PSG. Đáng nói hơn cả, ông Ronald Koeman không nằm trong kế hoạch của chủ tịch Joan Laporta. Vì thế, vị luật sư người xứ Catalan đang cân nhắc nghiêm túc khả năng sa thải cựu huấn luyện viên đội tuyển Hà Lan. Theo tờ Sport, vào thứ hai hoặc thứ ba tuần tới, ông Joan Laporta sẽ gặp huấn luyện viên Ronald Koeman để chúc tương lai của chiến lược gia 58 tuổi. Cũng theo nguồn tin này, Barca đã tiếp cận Xavi và đang thuyết phục nhà cầm quân trẻ người Tây Ban Nha trở lại Camp Nou. Ngoài Xavi, Barcelona được cho là còn đàm phán với huấn luyện viên người Đức Hans-Dieter Flick. Nếu đạt được thỏa thuận với một trong hai chiến lược gia này, Braganà sẽ ngay lập tức sa thải Koeman. Theo tờ Sport, trong trường hợp bị Barca chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, huấn luyện viên người Hà Lan sẽ bỏ túi 7,5 triệu euro để tiền đền bù. Không chỉ huấn luyện viên Koeman, chủ tịch Joan Laporta còn lên kế hoạch thanh lý hàng loạt cầu thủ. Nguồn tin nói trên cho hay Barca dự định đẩy đi 10 đến 15 cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng hè 2021. Nóng, FIFA đề xuất tổ chức World Cup 2 năm một lần. Ý tưởng tổ chức World Cup 2 năm một lần của FIFA được nhiều quốc gia nhỏ tán thành nhưng nhận được sự phản đối của những đội bóng lớn. Đại hội lần thứ 71 của FIFA sẽ được tổ chức vào ngày 21 tháng 5 theo hình thức video từ xa. Tại cuộc họp này, FIFA sẽ chính thức đề xuất World Cup được tổ chức 2 năm một lần để các đại biểu từ các quốc gia thảo luận. Từ những thập kỷ trước, FIFA đã cam kết mở rộng quy mô World Cup. Đến năm 2026, việc mở rộng World Cup lên 46 đội chính thức trở thành hiện thực. Do đó, lúc này FIFA hy vọng sẽ rút ngắn chu trình 4 năm của World Cup xuống chỉ còn 2 năm. Từ 20 năm trước, khi Sepp Blatter còn là chủ tịch FIFA, ông đã đưa ra ý tưởng tổ chức World Cup 2 năm một lần. Năm 2018, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ kiêm phó chủ tịch FIFA, Dominic Webb cũng đề xuất ý tưởng tương tự. Đến tháng 3 năm nay, cựu huấn luyện viên Arsenal, đồng thời là giám đốc phát triển toàn cầu của FIFA, Arsene Wenger cũng đồng ý rằng bóng đá nam World Cup và Euro có thể được tổ chức 2 năm một lần. Dưới sự chủ trì của chủ tịch Infantino, vòng chung kết World Cup 2026 tại Hoa Kỳ, Mexico và Canada đã được mở rộng thành 48 đội sau khi tổ chức thành công World Cup nữ 2019 tại Pháp. Giải vô địch bóng đá nữ thế giới do Úc và New Zealand đồng tổ chức vào năm 2023 cũng sẽ được mở rộng thành 32 đội. Ngoài ra, phiên bản mới của FIFA Club World Cup ra mắt tại Trung Quốc cũng sẽ mở rộng lên thành 24 đội. Hiệp hội bóng đá Ả Rập Xê Út đã đưa ra một đề xuất chính thức lên FIFA. Đề xuất này sẽ được 211 liên đoàn thành viên thảo luận cởi mở tại đại hội FIFA lần thứ 71. Tuy nhiên, hiện tại đề xuất này mới chỉ ở giai đoạn nghiên cứu khả thi và cũng bị nhiều nước, đặc biệt là các nước châu Âu phản đối. Đề xuất giảm chu kỳ của FIFA World Cup từ 4 năm xuống còn 2 năm hướng chủ yếu tới mục tiêu tài chính. Việc mở rộng quy mô và giảm thời gian chu kỳ giải đấu sẽ mang lại nhiều doanh thu truyền hình và phát triển kinh doanh cho FIFA. Theo số liệu do FIFA công bố, World Cup hiện tại được tổ chức 4 năm một lần, có thể mang lại doanh thu 4 tỷ USD. Tuy nhiên, nếu chu kỳ được rút ngắn, con số này ít nhất là 10 tỷ USD. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi.
Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.